Là con cá beta nó khó nuôi, khó ép mà nó không có mạnh bằng mấy con kia hả? Cái khả năng sống Cái nó sống. đời sống của nó ngắn hơn Cái con đời beta, đời sống của con cá beta nó ngắn hơn. ngắn hơn. Mày nuôi trong vòng khoảng 1 năm là con cá nó đã xuống rồi, nó không có lâu dài. Trời hay vậy ta. Là con beta nó khó nuôi hơn mà nó đẻ trứng, nó đẻ con ít hơn nữa. Cá beta vậy là tuổi Con thọ. nở ra cũng yếu, Con nở ra cũng nhỏ, tuổi thọ con cá beta hả? ngắn. Ở đây đi con kiếm Năm trở lại là bắt đầu nó đã suy. 1 năm trở lại là si hả? Trời, Con cá siêu nó sống được có tới 3 năm á, còn con beta không có sống tới nổi gì. cá sim là được 3 năm ha, còn cá beta là khoảng 5 rưỡi không? Không, 1 năm trở lại nó Ủa đã sao suy. tuổi thọ nó thấp vậy ta, Yếu. yếu quá. Đây mình thấy có ba con ha, con này là lai beta, lai phướng, con này là phướng, con này là con cá mái beta. Thì cuối cùng là con cá beta là con cá khó nuôi nhất và khó sống, tuổi thọ nó cũng ngắn. Cái hai nữa là gì, trong cái khó đẻ trứng hả chú? Đẻ trứng thì đẻ ít hơn, đẻ con ít hơn, xử lý cũng khó quá ha. Rồi đây là con cá phướng của ông chú ha, phướng này cũng đỏ nè cả nhà. Đó, nhìn đẹp không? Còn đây là con cá sim. Đẹp quá. Hàng cá mái gì nè, hàng con nè, quá trời cá luôn. Đây cá phướng này của ông chú ha, nuôi rất là đẹp luôn rồi, đang con nè, hai con. Sao con thấy người ta thay nước thường á chú? Không cần á, nước đựng thúi thôi. Dưới khoét mình ăn nó ỉa ra nó phải được nước chứ không đâu mà thay nhà, tại người ta bán người ta muốn đẹp người ta phải thay vậy, Dạ, còn mình bán muốn đẹp người ta thay thường phải không? ta phải thay được hàng ngày, như thành phố nó thay hàng ngày luôn là nó đẹp cho nó bắt mắt đúng không, Dạ. còn mình ở đây thôi nó còn làm gì đâu thời gian thay biết còn cá nó không bị vậy bị sạch Ủa sao cái này để đây, còn kia nguyên cái hàng cá kia để ngoài chú? cái gì Cá để ngoài ngoài kệ khác nữa hả? để một thứ là con cá để đốt trong nhà và để ngoài nó sốt kia lắm mẹ ơi, Dạ. nó tới nó thấy nhiều quá là nó không biết được nó lựa Nhiều cá quá cũng khó lựa chọn ha, họ lựa chọn đó không biết chọn con nào đẹp. thành ra để một số bán hết để sách ra nữa à, bán con nào rồi chim vô con đó thôi chứ mà để cho thằng đóng mà nó cứ mà sắp cái sắp lừa hoài mất thời gian đó. Dạ, có con này đẹp. Đây thì giờ mình sẽ cho mọi người xem mấy con cá li thia của chạy cá kiển Phượng Hoàng ha. Ở đây trong điều kiện bóng tối hơi thấp á, nên mình dùng ánh đèn pin mình gọi vào cho mọi người xem từng con một. Đó, cá thì cứ lên cá mới hàng ngày. Đó, này là mình tự ép ha, mình ép rồi mình đưa lên keo. Đó, đa phần là những con cá sim, cá trống, cá mái. Hơi khó coi tại vì mình đây mình thấy nó hơi tối mọi người, nên mình sử dụng đèn pin, mình gọi. Này con sim xanh nè, mình gọi nó ngay nó thì bị chói quá, mình chỉ gọi một mé mé thôi. Đa phần là những con sim xanh đó. Còn đây là những em cá phướng beta gì đó, phướng hetmon gì nữa. Mình thì không phải là dân gành bên cá nên mình chỉ hiểu được nội dung nó sơ lược thôi. Mấy em nào đẹp đẹp thì mình thích ha, màu sắc nó sặc sỡ. Ở đây chú làm một cái vách ngăn ha, ngăn từng con ra hết trơn. Đó, ngăn gọn nó ra hết. Đây. Nó tuyệt vời ha. Cá của ông chú ở đây cũng có cái vợt nè. Không có cái vợt ông vớt ra vớt vô, ông bán cho khách cho nó dễ.
Đây là mấy con cá mái ha, cá mái mà sao khi chú cho ăn no rồi nó sẽ ngơi lên mặt nước như thế này. Cho hôm nay nguyên một bầy nữa nè, mình cho ăn no rồi nó sẽ nở nổi lên ha. Quá đẹp luôn. Này mua một đàn mái nữa. Mái nhiều quá ha. Đây là nguyên một cái hồ cá mái nè. Đây là có mấy con mình tích thôi đụng không ạ, nhìn cái hòn cá luôn. Đây là mấy con mấy màu, có nguyên cái hồ cá luôn kìa, nhóc nhách bao la luôn, như gồng cái cá kiển hàng ngàn loại mà. Là mình làm mấy cái loại cá thông dụng nữa hả? Thông dụng nó hợp thời tiết, hợp cái môi trường của mình thôi. Dạ. Ủa cái đó chú làm gì vậy? Mấy con ốc. Bắt ốc hả? Ở đây nó ăn. Ăn thức ăn quá hả? Ăn thức ăn. Là ăn cá nó không ăn được. Nó tiết cả chất nhớt, nó áo cái viên thức ăn, con cá nó ăn được. Dạ, ngộ hả? Dạ, nó chết. Tại vì khi mình hồi nhỏ mình dắt xuống nước cho ăn, mình lọt. Dạ. Vô đây mất hồi cá mình tích. Mình tích thằng nguyên một bầy luôn. Nhát quá hay nó chui dưới gồng. Có con này đen nó dạng. Có con cá đen này nó dạng khác khác người nó dạng ha. Đây mình cho mọi người xem ha, ở đằng phía sau nè ông chú thì có thêm một cái bầy cá mình tích nữa nè. Đó, một cái hồ vèo lớn luôn. Đây. Đây bên đây một nguyên một cái vèo nữa nè. Con cá nó chết. Mình có về cái con.